chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Và ai yêu của xin em, và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của tôi. Thì tôi là Rina và vẫn là mình, và bạn là mình với kênh của mình. Và thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Free Fire. Không phải là về mấy cái vấn đề mà quân đoàn hay là sao. Hôm nay là giống như tối hôm qua tôi đã nói các bạn rồi đó, là hôm nay là tôi sẽ solo với chùm tăng bo Free Fire anh em. Vãi cái chữ thực sự luôn. Đây, Subi, chắc chắn là anh em nghe qua tên này, với em ta nghe tôi đọc cái là anh em biết liền luôn, phải không em? Cất giọng lên nào em. Đúng rồi, tất nhiên là phải rồi. Ok, nếu mà các bạn theo dõi mình từ bao nhiêu ta, từ mấy năm về trước đi, chắc chắn mọi người sẽ biết là mình đã từng chung team với Subi trong cái thời mà God Team đấy chẳng hạn đấy. Xong rồi, nói chung là bây giờ từ cái thời là tôi gần 5 năm rồi tôi mới quay trở lại đây và tôi mới chơi lại Subi. Hồi xưa là tôi không có quay Free Fire Subi, tôi quay game khác đấy. Nhưng mà huấn viên thế nào là tôi được gã kèo nên thôi lần này tôi thử chấp nhận nha. Để xem thử coi tôi bỏ Free Fire 2 năm trời tôi quay lại tôi bắn như thế nào anh em, ok chưa? Ok. Ok chưa Subi? Chuẩn bị cho okay, em. Ok rồi chị ơi. Vô, lên phòng luôn nè. Vô đi. Let's go. Sao sợ quá ta. Thật ra tôi gáy vậy thôi các bạn ơi. Không biết là tôi có solo được với Subi hay không. Subi là... có thể là tôi cái đợt tôi chơi Free Fire là cũng Subi cũng đã chơi phải không em? Đợt đó em chơi mà phải đúng không? Rồi em chơi được tầm gần 4 năm rồi chị ạ. Tôi cũng đợt đấy chị thì chơi gần 2 năm thôi, xong 2 năm nay chị bỏ. Ôi, em chơi sau chị đấy, em sao 1 năm hả? Sau chị chơi trước em mới chơi. Ván đầu đi set a goal nha em. Đúng rồi, em có đang tính vào thế. Tại vì hồi xưa mình là chuyên bắn phòng mà mấy bạn đấy, tôi là chuyên bắn phòng mà nên là trận đầu lúc nào cũng luôn là cái lục mọi người ơi. Để chị okay. Chuyên nhưng mà em chơi 4 năm nay em ít bắn phòng cực kỳ kỳ luôn ấy, em chỉ chơi rank thì chiến rồi. Đây ơi, đây ơi, sao nhìn nè, Subi đâu rồi ta? Em trước mặt đây mà. Tuy là mình chơi hơi gà nhưng mà được cái mình gáy to các bạn, lỡ mình gáy tí thì nó cũng vui vui. Thế à? Thì ra là em ít bắn phòng lắm ấy, nên không biết là có thắng được không. À với cả là chị mới chơi lại em sợ gì? Chạy luôn. Tại vì em biết chị giỏi như là gì không? Múa, múa keo. Đúng rồi, nãy giờ chưa thấy chị bắn trúng em viên nào luôn. Cái đầu quê thế nhở. Em trước mặt này không thể bắn trúng. Ây da, trúng rồi. Tại vì thường là phải bắn trúng đầu. Thôi cho Subi hồi máu mọi người. Em hồi xong rồi. Ui. Ui ôi, thôi rồi. Chị nhiều máu không? Có nhiều máu không? Cũng nhiều đấy em ạ. Cũng nhiều đấy em ạ. Ủa sao em vứt máy không lên đầu nhở? Ủa lâu không bắn lúc bạc bằng ngào quá. Em ơi, em nghĩ chị bắn lên đầu em không? Đầu gối chị ạ. Không lên nổi đầu với Subi luôn em ơi. Thôi rồi, tầm này là chỉ có bắn người thôi. Thôi, bó vào bắn luôn đi chị, bắn gì cũng được, đục giáp luôn. Đừng nhường nha Subi. Em có nhường đâu. Vừa mới nói luôn, phải cái chữ này. Vừa mới nói luôn em ơi, rồi thôi. Thôi nói chung thì 2 năm nay mình vừa mới chơi lại. Nói chung là từ từ rồi sẽ thay đổi thôi, không sao. Rồi tiếp theo thì em bắn cây gì? Em đã tính bắn lúc bèo nữa, thôi bắn shotgun đi chị. Shotgun phải không? Ok. Căng thế nhờ, nghe Subi chơi ghê đấy bạn. Nghe đồn Subi chơi ghê lắm, chùm tăng bo các thứ luôn. Đâu, đấy ngày xưa thôi, giờ ai có tăng bo mấy đâu. Ai biết được, em đã có cái này em ngày xưa như thế nào rồi, bây giờ làm sao mà biết được, phải không? Chùm tăng bo hết thời, à đâu, có thời đâu mà hết. Trời ơi, chị đã biết em như vậy là làm sao mà em hết thời được. Ui ôi. Tôi vừa mới nói luôn. Subi chơi ghê quá anh em ơi. Ghê đâu chị, em ăn may thôi. Bốc phép ít thôi. Ăn may thế nào? Chị bắn súng gì đấy? Shotgun. Không sao, tại vì lỡ như mà tôi có thua thì tôi còn nói khống quan tí được là do 2 năm nay tôi chưa quay trở lại nên là tôi bắn hơi gà gà tí. Do 10 thì cây đúng không? Ủa sao cái cây mà 1014 này nó bắn không được xa nha. Ôi cho chị nạp đạn em ơi. Đúng rồi, cái skin lắp đạn lâu lắm. Ủa em bắn cây M1887 hả? Đúng rồi chị. Ủa vậy hả? Thôi rồi lượm ơi, tôi bắn cây này. Nhưng mà cây của em ít đạn hơn, được cái bắn xa. Ôi lấy cả giáp luôn. Không sao, em không thể máu đỏ đâu, thấy lấy cả giáp. Máu đỏ được một tí, nhưng mà không sao mọi người, cái này mình học hỏi kinh nghiệm từ Subi một tí. Đấy.
Ủa em có kinh nghiệm gì đâu. Không, tại vì bây giờ lâu lắm rồi chị chưa chơi á, nên là bây giờ chơi lại nó hơi bỡ ngỡ tí. Lần sau thì tôi sẽ học thử cách tăng bo như thế nào đấy. Đi được học hỏi chùm tăng bo như thế nào anh em ơi. Từ chị rồi. Một tăng bo, một tí em tăng bo cho chị xem. Được hả? Là như thế được. Là thành chế vận đấy, tại vì là đang bán bình thường mà. Đâu, xíu nữa thử tăng bo chị xem ơi. Sợ chị không ăn bất lực luôn á. Ôi, để xíu nữa coi như nào, học hỏi. Vậy như người ta gọi là người ta nói là chơi dơ các bạn, nhưng mà không sao. Mình đấy, là... em không muốn thanh chế bẩn thế. Mình là chùm chơi dơ mà. Ủa ôi, đây rồi. Trời ơi, đục giáp không? Chị xin lỗi Suvi, thông cảm em nha. Em tưởng chị vẫn cầm một khâu 4 chứ em lại định chơi một khâu 4 với chị. Ủa vậy hả? Cứ gặp chị tưởng em cầm 1887 nên chị chơi 1887 với em. Thôi cầm 1887 đi cho quen. Chị thấy nó bắn, nó okay, bắn xa. Một khâu 14 là phải bắn gần các bạn ạ. À. Bắn gần tại vì tôi chưa có chơi quen á anh em. Ôi rồi. Nhưng mà nói chung là lâu lắm rồi chưa chơi lại Subi mà thấy Subi chơi pro với trưởng. Tại vì đó giờ mình cũng chỉ bắn phòng thôi. Ít khi mà khi chơi tự chiến, mà khi mà tôi coi video Subi tôi cũng lại thấy hay vãi nồi ra. Nên là học hỏi bạn. Hôm nào về lâu anh tự chiến với em. Em mà bắn tự chiến thì em đừng có quạo nha Subi. Không sao, kìa trong trận 3v4 hay 2v4 em vẫn chơi được mà. Ghê vậy? Đúng rồi, tại em quen từ chiến lắm rồi. Yeah. Ôi, đục giáp. Ui ôi. Em bị lây chị hay sao em mà toàn giáp? Dạ em nói chị gà, em bị lây chị hả? Trời ơi, có đứa em đáng đồng tiền bất cạo quá. Không hiểu sao, nãy mới vào tên đầu mà toàn giáp. Ui ôi, trời. Từ. Chưa cần hồi máu không? Không, không cần. Không cần đâu đi. Nha. One shot này, ơi à. Đúng nhưng mà không chết. Ôi ôi. One shot hả? Không, à đúng one shot chị nhưng mà em bắn tới máu vàng. Trời ơi, chắc lấy chị rồi, nhiễm chị rồi. Là mình đang nói khéo là mình là chơi gà, là chơi gà hả? Không chị, em đang so sánh. Không, cái đó là nói khéo anh em ạ. Game nào thấy nó khéo nên em để lại tôi số 1 đi chứ giờ tôi thấy thắc mắc lắm rồi. À đúng rồi, chị chơi gà được anh nhầm. Không phải, chị bảo như thế là do chị 2 năm chưa chơi. Là cái này là mình cũng đối xéo em. Cái nào cộng công như 1 vậy em. Thì một nữa chị lại bật hay hơn mà. Chơi dần dần lại lên trình. Trời ơi, tôi cài cái mục tình luôn rồi mà tôi vẫn không bắn hay lên được. Ui ôi. Ui ôi, chưa cài đạn. Ui, chị cầm skin xịn đấy, level 7 luôn. Ủa vậy hả? Quên mất tiêu rồi. À đúng rồi, hình như là thời gian chị bỏ game là súng ý nó ra mắt. Lâu đời phải không? Không, nó mới ra cũng tầm 1 năm thôi chị. Là chị bỏ tầm đó ấy. Nghe nói là chị mới bị hack đúng không? Ê sao biết hay vậy? Ô, em xem video hôm trước của chị đây. Ôi ơ. Ui rồi. hết lấy chị rồi, em bắn tới máu đỏ. Ôi ơi, căng thế nhờ. Tầm này là tập trung rồi. Ghê. Cái này là tôi phải tìm cách là làm sao là tôi phục hồi lại rồi anh em ơi. Chứ các bạn nhìn cách tôi bắn là toàn là giáp thôi. Vô giáp thôi, nó không vô nổi đầu luôn. Ngày xưa chị vô đặt chị thư để bắn game. Để chị bắt slap tới nha, chưa bắn game. Thông tin là chị đăng cái clip này lên với bạn fan nói chị bắn ghê là em đọc là em hiểu liền. Giờ... Có hả à, chị? Có chứ. Còn nói mày không xem tao à. Giờ hề hơi. Không, thì đấy là Ruby 2 năm trước rồi. Tôi là Ruby 2 năm sau rồi mà. Là già thêm, là bắn gà thêm hả? Mà nãy giờ em chưa bảo chị bắn gà không nhá. Em và chị bắn có gà. Có nha. Ây da. Em chỉ bảo chị bắn khác hơn 2 năm trước thôi. Ây da, sao lắc kỳ. À, mấy người mà hay kiểu bắn gà, người ta sẽ nói câu đó mà. Không, em thấy chị lắc thật, chị đứng im. Ủa, đứng im hả? Đúng rồi, nãy. Ôi dồi, sao xui thế? À, sao bị đi hồi máu hả? Sao chị biết hay thế? Thì tại em đứng im. À, không, thật ra là do cái bét của chị mang ấy. Nếu mà em hồi máu nó sẽ có một cái trên đầu. Em biết, em vẫn hỏi thì sao chị bảo gì? Người chơi hệ kỹ năng nên là mình cũng không có tìm hiểu về Free Fire nhiều á mọi người. Giả vờ thắc mắc sau này. Subi là tập. Ui ôi. Tính ra em mặt tân giáp mà vẫn ăn được chị này. Cái câu đó cũng là chê đúng hả? Là bắn không giáp vẫn ăn được em chị. Em đang nói em bắn ga với chữ vẫn ăn được chị. Ôi ôi em ơi. Ê cái chỗ này hình như là em tăng bo luôn rồi phải không?
chị muốn xem không? Đâu, xem thử đâu. Để coi cái kỹ năng tăng bo của chùm tăng bo như thế nào anh em nha. À. Đây nha, đố chị tìm được em luôn, đố chị bắt được em. Tăng bo là thường mình nhớ là sẽ tăng lên cao phải không nhỉ? Subi sẽ tăng lên cao. Rồi đây, bây giờ mình sẽ tìm Subi nha. Đố chị nhìn được em luôn. Đâu ở đây không có hả? Ủa, phải tăng bo phải đi vô đây chứ ta. À, ở ngoài hả? Không có đâu, không có đâu hết. Biết gay mà. Ôi ôi. Từ từ nha, để mình đi lên đây thử coi. Để coi cái Subi tăng bo làm sao anh em. Em ra khỏi bản đồ rồi, em tăng hình rồi. Em ơi, chị dưới đây chị thấy em nè em. Vậy em leo chậm quá à, chắc là kiểu lâu không leo ấy, thành ra là leo để chị thấy. Bình thường là em leo là định không tìm thấy em luôn ấy. Chứ leo kiểu gì vậy ta, thiệt luôn á. Chị cần em xuống bế lên không? Đâu đâu, xuống chỉ cho chị leo thử. Thật sự em không xuống được, mình tìm đi. Là cái này là solo dữ chưa mới đi. Này là tôi thấy là nó giống solo rồi đó. Nói solo xong rồi vô tăng bo hết trơn, là không có làm solo hết trơn. Ủa anh đâu vậy? Em ở trên đi mà. Ủa là tưởng chỉ tăng bo. Đấy em đã xuống, thì em thấy chị đi đâu, em tưởng chị không muốn nữa. Đâu. Nhanh chị ơi, cặp bo vào. Ủa rồi giờ phải làm. Chào lên đây. Thôi chết bo. Mình tăng bo chỗ khác được không em? Được thì đúng là được, chị tăng bo đâu chả được. Miễn là bây giờ mình muốn là kiểu lên trên cao để cho địch khỏi bắn mình ấy. À, lên trên cao, chỉ quan trọng là cái đó là người ta gọi là tăng bo hả? Đúng rồi chị, để kiểu như là cho địch không cài được mình. Chứ còn tăng bo đâu mà chả được. Nhưng mà tăng bo dưới địch ở bắn chết luôn. Rồi, giờ solo này em ơi. Giờ không còn gì nữa rồi. Không còn... Em là phát nhảy từ trên cao xuống con tim không? Không còn cái gì xảy ra ở đây nữa. Ok, sao bo vô nhanh thế? Tại vì... mình chỉ được cái mình đặt keo nhanh thôi mọi người ạ. Còn lại cái gì mà mình bắn được hay không thì mình không biết. Hãy Subi đang núp nha. Đâu ra đâu thì mở bèm núp kìa. Ôi 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 em không chạy đâu nha, em không chạy. Em không okay. Đi đâu. Ok kìa, ơ kìa. Đi đâu rồi? Ơ kìa. Đâu rồi? Nhìn lại em tanh bo cho xem. Ủa ủa là cái này là mình chết bo mình có tin lắm anh em nhờ. Tôi nghĩ là chắc không thôi, 8 gián là bây giờ Subi nó còn lại 2 gián nữa thôi anh em, mà là Subi nó thắng rồi, không còn cách nào mà để mình có thể mà giải quyết được cái vấn đề này rồi. Bây giờ là chị muốn tìm lại chị của ngày xưa lắm rồi. Giờ mà tôi gỡ kèo là chắc cái video này dài lắm anh em, tôi thề. Cái giờ mà gỡ kèo là được 8 gián thì chắc video này nó dài vãi cả chưởng ra luôn á. Ra giữa nào em ơi, ở đây nè. Nhưng mà video này sẽ không dài đâu chị. Chưa bao giờ tôi bị một đối thủ nó khịa mà xứng tầm như thế. Ở đâu vậy? À ngoài đường á hả? Em ngoài đường á hả? Đúng rồi, em đang trên ngoài đường. À đây chị tính lên đây, em ở bên bên cái khúc góc kia. Ok, sao đứng lên không kêu vậy? À! À! Sao lên được hay vậy? Thế mới tè đúng không chị? Thế mới lạ. Trời, giờ tôi mới hiểu chọc cái tức. Việc mà ai mà leo tưởng chiến mà tăng bo như thế này nó lại cay cú vài ca trưởng luôn, không chọc bắn được. Chọc tức đối thủ luôn. Ủa, nhưng mà sao em lên được hay vậy? Em bay mà, em hack bay. Ôi. Ôi. Đi rồi. Lượn vòng vòng kế bên. Ai biết được. Không trêu nữa, không trêu nữa. Ai biết được. Ôi, à là cái này em trêu chị là em mới thua hả? Là mình tiếp tục là mình bị khịa phải không? Đâu, em có cố ý đâu. Ôi, cái chỗ này mắc mới à. Phòng mới chị chơi đâu vậy? Đúng rồi đấy, đây là con sự anh nhầm, công chơi mới đấy, công chơi cũ. Hả? Công chơi mới, này đâu phải công chơi cũ đâu. Ông chơi đâu ấy? À thì đúng rồi, công chơi mới mà chị, không phải công chơi cũ. Chỗ này thì solo đâu? Vào giữa luôn chị. Ôi, trong đây có một cái sảnh to luôn à. Đấu sao trường vậy? Đây, đây. Sao solo? Cái này cái nhà mà em. Đây, ra đây. Ra đây. Do chị chưa đi hẳn vào trong thôi chứ chị vẫn đứng ngoài mà. Ôi, ai, kế bên luôn. Ôi, sao vô chung vậy? Chị biết gì không? Em từng leo trên cái máy nhai rồi. Ôi. Subi đâu rồi? Ui. Một phát vô đầu. Có 16 máu à. Một phát. sao em ui dồi ôi vậy Subi? Em bắn kiểu gì? Bắn tần giáp. Chị nghĩ mà nãy giờ bọn mình chưa bắn tiểu liên nhờ, tâm bắn sót gan. Bắn tiểu liên đi nha. Tiểu liên đi nha, thử nha. MB40 đi chị. Ok, MB40 nha. Để mình thử xem như nào mọi người. Tại vì lâu lắm rồi mình cũng chỉ bắn MB40 á. Hồi xưa chị là chùm xuất găng 1887. Đấy, xong rồi chùm đi e luôn. Nhưng mà chị không chơi tiểu liên nhiều. Em cũng từng nghe thế, nhưng mà đó là Ruby 2 năm trước rồi. Sao nó vẫn cứ nhắc cái câu 2 năm trước, cay vãi chưởng luôn. Ruby cũng quá khứ. Ủa đâu rồi?
À, solo tâm ký hả? Đúng rồi, chị phải lên đây solo này, trên này nó mới rộng. Đâu? Ủa sao lên đó được? Cay thế nhờ. À, mình test thử nha. Ok. Ê, Đây, em đặt cho. Đâu? Đây, chị treo lên đây. Ơ. Đấy, nó có cái dốc này này. Đó. Chị thử xem được không? Được không, cái dốc này hả? Là treo lên dốc này hả? Đúng rồi. Ôi, khó mà, thế. Không đây, em đặt cho chị treo lên này. À, bên đây. Treo theo cái keo của em đấy. Mà tôi bắn ở dưới cho nhanh. Mình đợi bo vô mình bắn luôn em. Bắn luôn à. Chứ cần gì đợi bo. Này. À, ô, em quên mất là bắn tiểu liên nãy giờ tình một sắt gần. Ôi ôi, khủng đi. Rồi, sao bây giờ rồi. Ấy à, không trúng tắt nào. Ai à. Vô giáp. Ai à. Ủa chưa vô đầu. Ủa vô giáp nha. Hai con người này đều đục giáp. Ôi. Thôi toàn rồi. Ai à. Ai à? chị đâm đầu vào chào thế. Chưa có quen. Lâu rồi chị di chuyển không quen với cái nút này của Bluetooth nó cứ bị giật ấy. Thôi thì mình cũng thấy mình không hợp cho Tiểu Ly nhưng mà cứ chơi đi. Cứ chơi thôi, thử xem vậy thế. Vậy chơi lại shotgun đi chị. Không, chị mua Tiểu Ly rồi em. Súng miễn phí mà chị cần mất tiền đâu. Ủa vậy hả? Thôi, chơi ăn lượt hai cái luôn đi. Mình bắt lại đi. Giờ cận cuối rồi. Bây giờ là một là chị đã thua rồi. Hai là chị có thua thôi. Chỉ vậy thôi. À thế cuối thật à chị? Chị muốn cuối rồi à? Ủa trời, cận cuối luôn rồi kìa em. À không. Ai biết được mình sẽ gỡ kèo lại. Mình sao mình tiêu cực quá ta. Mình phải tự tin lên, tự tin và chiến thắng. Em từ chị muốn trận cuối luôn rồi. À. Ruby im lặng, Ruby tập trung. Những người im lặng là những người tập trung đó em. Ruby chai hát. Quê quá, tôi sợ bị quê quá anh em ơi, nên là chai hát một tí. Thôi, hai người nhường nhà hồi máu. Tầm này là hồi máu rồi, đúng rồi. Tầm này là hồi máu rồi. Ôi, tôi lại nhớ cái thời hoàng kim mà tôi bắn ghê lắm. Mà bây giờ tôi bắn mà nhìn như con bò vậy. Thế giờ là thời gì chị? Nó bị ra hoàng kim rồi là thời gì? Thời hết thời em. Ai lại nói thế? Ây da! Ủa? Ủa rồi hết thời dữ chưa? Cái này có tính là hết sọt không ta? Tại vì mình vô có hai phát vô đầu thôi các bạn ạ. Thì đây gọi là one shot đâu chị? Ờ, cái đó gọi là one shot rồi. Không nha. Này! Rồi. Em chơi cái gì? Chơi full hết luôn đi. Được chị. Ai biết được tôi sẽ lật kèo. Nhưng mà có dao keo là solo one shot đâu, bạn bình thường mà. Thôi để chị bỏ cái cây này ra nha. Mình lầm lẫn tí mọi người. Rồi, đi qua bên đây nè em ơi. Bên đây là bên nào? Nói câu bên đây. Sao bị sốc vậy chữ. Ôi ôi. Chị phải bảo là bên trái bên phải chứ. Ôi ôi. Đâu rồi nhỉ? Ôi. Ôi, ê không, cái này chị nói thiệt, chị nhắm đại, chị cứ kéo đại vậy á. Ôi, Ruby thử thách chấp trước 7 round và lật kèo. Ê, tính ra trận này là tôi không nghĩ là tôi lật kèo thiệt luôn á trời. Thiệt luôn. Ai mà biết được. Chị đã ngôi sao trở lại rồi em ơi. Hoàng kim trở lại mà chị. Em sĩ nó thắng khỏi nói luôn. À để coi như thế nào nha. Ủa chỗ này xuống lố đâu vậy Subi? Chị muốn bơi cho mát đầu mùa hè rồi. Sao xuống dưới xuống nước. Sao bắn được em? Xuống nước chị ơi, xuống nước được. À xuống nước bắn á. Ui ôi, em đúng đâu rồi. Vậy? Em ở đâu vậy? Em ở dưới nước. Ủa đặt keo dưới nước. Chết đuối dưới nước rồi. Ủa đâu vậy? Subi dưới nước. Trời, chỗ nào cũng là nước á em. Dưới nước bên phải chỗ chị. Bên phải chỗ chị hả? Rồi tao qua bên mày luôn rồi. À đây. Ủa phải trên đây á. Chị thấy con cá mập dưới nước không? Con gì? Cá mập. Chị thấy cá con thôi em ơi. Ủa chị không thấy quả keo em hình cá mập à? Em biết tại sao chị lại nói em là cá con không? Ý chị vậy em cá con chứ gì, chị là cá mập chứ gì. Ủa. Ê sao nó bình thường quá vậy? Tôi định nói cái cách là hăng sai đó mọi người. Nhưng mà Ủa. Đâu rồi nhỉ? Ôi. Ai da. Ôi đau quá. Chị còn 10 máu. 70 máu thôi. Thôi đi. Bò vô tới nữa chứ, bò vô tới nữa chứ anh em ơi. Tại chị tìm cái nước nâu quá ấy, nên là bò vô rồi. Thôi. Bạn cái gì nhỉ? Cái này quên gì tên gì quên tên rồi. 10. Không phải 10 mà là UMB. UMB khó kéo quá. Hồi xưa kéo UMB dễ. Đâu rồi ta? Ủa Subi đâu rồi? Đây em đang sau đây. Ủa tại sao bị lại nhắc vị trí giao địch nhỉ?
Không sao. Ui. Gì đấy, đừng bảo là bay bảy nha. Em bắn kiểu gì ấy? Không sao, chị tin tưởng em sẽ làm được. Bây giờ còn một trận cuối cùng của em luôn chú Bi. Ui, tại vì chị bảo yếu máu rồi đó rồi. Nhưng mà em bắn máy không chết. Chị yếu máu rồi đấy. Ui dồi ơi. Tôi quên nhìn anh em ơi. Không sao, cũng lật kèo được một tí. Mọi người cũng hơi lật lật được một tí thôi nè. Lật ngang, lật dọc luôn á. Thiệt. Có tính ra là mới chơi chị bắn được em thế là hay rồi, mồm nữa lại thắng em giờ. Ok, lần sau thì tôi sẽ tiếp tục lại hẹn kèo Subi tiếp nha anh em ơi. Để có thể là sắp tới những video sau thì mình sẽ hẹn kèo nhiều YouTuber khác hoặc là nhiều TikToker khác để coi cái solo như thế nào đây mà. Còn nói chung là hôm nay thì Subi là chùm tăng bo mà ghê vẻ trưởng luôn. Không okay. Phải, em là chùm đục giáp nha. Chùm đục giáp. Chùm đục giáp. Nhưng mà thắng là được rồi em ơi. Thắng là được rồi em ơi. Ok bạn ơi, thì chắc là mình cũng xin được kết thúc video đây. Và nếu mà các bạn hiểu được hay, nhớ like, subscribe và tên kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Và cũng đừng quên là ủng hộ cho Subi luôn nha em ơi. Bây giờ bye bye, bye, bye. Nha.